Múa, tháng 8 Phật A Di Đà do đội nghệ thuật dân gian 1 là Nguyễn Lâm biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng đón xem. Và ngay sau tiết mục này là tiết mục Hầu Giá Cô Bé Thường Ngàn do đội Bà Mùi Cấm Kem biểu diễn. Yeah.
chưa.